Không chạy sao? Tôi sẽ cho nó quay phim. Ê, ôm mặt lên này. Thôi. Hè con này, hè con... Hè con quay YouTube à? Lý. Đâu mày để cái dược đưa cái con ra hoặc kia những cái sổ sổ rồi coi pin mà sốt. Đưa mực cho đây. Đây là một con heo khổng lồ to hơn con hôm qua hôm nay nè. Ồ, to hơn con quá. Đó, đó, con này đây. Con này đây, con này. Đây, lấy cạnh. Con này nhỏ hơn mà. Kìa đó thì quay phim quay YouTube mà. Giống cái con hồi nãy, cái con quà kia nó to hơn nữa hả? Thấy con quà nó to. Con quà nhỏ hơn này. Gì? Em xúc thở về ho âm gì cái con mực mấy lớn đi cầm cái dược chứ mày giờ ông chạy qua mắt khấu đi chui vô mắt tối rồi trẻ mà đi kiếm nhận hồi mày kiếm cái con bé sốc kia để trả uống mày chơi mày la câu không tôi ta khô máu rồi sẽ lấy mực đấy mày bị khải dỗ sẽ ôm mặt đấy dỗ cho quay đi mẹ u mẹ đồ này có to lấy đi nó tìm sốc rồi. Trời ơi. Nó lại nãy mà. Da nó đụng cái cây. Da qua da nó đụng cái cái pin. Hú hết rồi, ràng ruột gan rồi ôm hết rồi. Để cái gì nói. Sẽ gì dự sẽ cho vô hung như trời. Còn ruột rắn nát luôn. Để nó hư ương. Trời ơi, chơi. Quả nó thọt quá ông đòi. Không có cái có xuông cả nó dùng cái xuông đó. Đưa đổ ra đây cho nó. Ê. Đêm nay sốc không có ai là đây đi rồi. Nhiều lắm, sốc dễ lắm, nhưng nếu đứa sốc đi. Thì kêu khỏi sốc về tao có mật rồi tao không có phân không có bông chen nữa. Nó thôi. Đêm nay mà không sốc lên rồi đây. Chết thành lũng ơ, thành lũng ơ. Dạ con, nã con đỏ kia cũng bèn vậy chứ nhỏ. Lứa con nhít hơn, con nhỏ nhỏ hơn, con to hơn nhiều lần. Nó ăn cái con ái. Gỡ gương mặt lên đó con ạ. Gương mặt lên kết rặng rồi đó. Rồi bây giờ chạm nó lấy vò nước trước thì chút sướng. Ok. Wow, không luộc. Bon en en con en gì không trời. Trăm ngọn ký, trăm ngọn ký.